Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đại Yellow và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với Pokemon Vault White Randomizer C-Minus Law. Như các bạn cũng đã biết ở video trước thì giờ mình vừa mới đại náo cái khu nhà đông lạnh ở phía dưới kia và đuổi từ Team Plasma ra khỏi thị trấn này. Bây giờ thì tụi nó vẫn còn tụ tập ở cái chỗ trên kia. Nhưng mà như sao thì cái đó không quan trọng nữa. Ở trong video ngày hôm nay thì mục tiêu chính vẫn là thách đấu với ông Clay, huấn luyện viên trưởng của phần thể thao hệ đất để giành lấy vị thứ 5. Nhưng mà như sao thì như các bạn cũng đã thấy ở cái phần trước video này thì mình cũng đã có một số thay đổi nhỏ nhỏ trong đội hình của mình. Đó là sự xuất hiện của Tadakatsu còn Tuwon mà mình đã bắt ở video trước. Trong video này thì nó cũng đã tiến hóa thành cấp 3 là Samurott. Và cho cái bài hát này thì con này có tới hai hệ là Water và Fire, hệ nước và hệ võ sĩ, thay vì chỉ là hệ nước như trong cái bản game chính thống thông thường. Cái tính cách của nó thì không thay đổi bất kỳ chỉ số nào cho nên cũng khá là tiện lợi. Và như các bạn thấy thì cái sức tấn công vật lý và sức tấn công phép thuật của nó là khá ngang bằng nhau. Có chăng thì sức tấn công phép thuật của nó cao hơn một tí. Cho nên mình nghĩ điều này khá là ít khi mà sau này khi mình có thể kiếm được những cái TM xịn và dạy cho nó mà không cần phải lăn tăn nhiều. Dù sao thì bốn ngọn của nó thì có hiện nay là Slash, Secret Sword, Echo Gen và Revenge. Trong số những cái đoạn này thì chỉ có Echo Gen là có thể đối phó với những con Pokemon của ông Clay là hệ đất mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng hai cái đoạn còn lại là Secret Sword và Slash thì cũng có thể gây được khá sát thương nếu mà mình lâm vào những tình cảnh khó khăn hơn. Đó là một cái. Thứ hai là như các bạn cũng đã thấy thì mình cũng đã bỏ ra con Lumiere. Lúc đầu thì mình cũng đã rất đắn đo nên bỏ Bát Giới hay là Lumiere ra khỏi đội hình để thay thế bằng Tadakatsu. Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ rằng bởi vì cái phòng thể thao này là hệ đất cho nên cái việc con nào ở lại không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng cái phòng thể thao tiếp theo là hệ bay cho nên mình cũng sẽ phải cẩn thận một tí xíu. Và bởi vì con Bát Giới thì lại có một cái đòn đất là rollout cho nên phần nào đó thì nó hữu dụng hơn là con Lumiere. Mình chỉ cảm thấy như vậy thôi. Có thể là sau này có gì thay đổi thì mình cũng sẽ cho cái con ma lửa kia trở lại đội hình một. Nhưng mà tạm thời thì nó sẽ vỡ trong hộp, rất là đáng tiếc. Nhưng mà cũng không biết làm sao. Dù sao thì bởi vì đây là phần thể thao hệ đất cho nên chắc chắn là mình sẽ tin tưởng vào hai cái đứa là Furion và Tadakatsu và có thể là một phần nào đó của những con Pokemon khác nữa. Nhưng mà cứ phải xem coi ông Clay này có những con nào trong đội hình. Dù sao thì ở đây chúng ta lại gặp Team Plasma và lại có một đoạn hội thoại siêu dài nữa. Ôi thật là mệt. Dù sao thì bây giờ thì tụi nó cũng đi khỏi thị trấn này rồi, ok. Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta cũng đã có thể thách đấu với ông Clay ở phần thể thao này rồi. Mình không biết tại sao thằng Jaren nó không vào luôn như mỗi lần trước. Bình thường thì nó sẽ luôn luôn là người thách đấu với những huấn luyện viên trưởng trước và giành được huy hiệu trước luôn. Nhưng mà không biết tại sao lần này thì không phải vậy. Cái thằng cha này bây giờ thì khi mà mình vào mấy cái phòng thứ hai nó không có cho mình cái fresh water nữa. Má cái thứ keo kiệt cho được có 1-2 vòng đầu tiên thôi. Bữa nhân. Nhưng mà như sao thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng xuống dưới cái tầng hầm này và thách đấu với những huấn luyện viên trợ lý và cố gắng kiếm được cái đường ngắn nhất để đến được cái chỗ ông Clay. Ok. Đáng lẽ là hồi nãy mình nên sắp xếp lại đội hình luôn. Đáng lẽ là mình nên cho Tadakatsu xuống số 2, số 3 gì đó và thay bằng Z, Roxy. Bởi vì bây giờ thì trong đội hình của mình vẫn còn hai con Pokemon đó là vẫn chưa đạt đến cái mốc 40. Và mình thật sự là muốn có một cái đội hình đồng đều nếu mà xét tới khía cạnh cấp độ. Cho nên là có thể là sau trận đấu này mình cũng sẽ thay đổi tí xíu. Ok, dù sao thì chúng ta cũng đã đánh bại được con Pokemon đầu tiên là Sandile và tiếp theo sẽ là Gible. Cho nên là mình sẽ đổi ra Z trong trường hợp này khi mà nó có một đoạn hệ rồng là Dragon Pulse. Nếu mà đánh bại con Gible ở đây thì Z cũng có thể lên được level 40 luôn. Coi như khá là tuyệt vời, ok. Này thì Gible. Và con Pokemon thứ ba sẽ là... ở đây thì Z cũng có thể có cơ hội học được đòn World Cup. Mình nghĩ là dù rằng cái đòn vô dụng nhất trong hệ thống đòn mà Z có hiện nay là Attract vẫn có thể hữu ích hơn World Cup trong một số trường hợp. Cho nên mình nghĩ là mình cũng sẽ không học được, mình sẽ không cho Z học cái đòn mới này. No. Yes. Còn bộ phần tiếp theo sẽ là Piloswine. Và mình nghĩ là mình vẫn sẽ sử dụng Z trong trường hợp này bởi vì nó có một cái đòn Fire Fang có thể... trời đất ơi, bấm nhầm. Mình đang sử dụng cái đòn Fire Fang bởi vì nó là hệ lửa cho nên có thể khắc được hệ băng của Piloswine. Nhưng mà rất đáng tiếc khi mà hồi nãy nhỡ tay. Trời, what? Cái...
Ok, mình biết là Di hệ rồng và không phải là Zwei hệ băng. Và hồi nãy là một cái giây phút bất cẩn của mình. Nhưng mà mình không ngờ là cái đoạn hồi nãy thằng kia xài là gì, Avalanche hay lệnh sau đó lại có thể đủ mạnh để hạ gục được Di. Ôi mẹ kiếp. Bây giờ thì hãy xem coi Roxy có thể làm được gì. À, con này hệ băng cho nên nếu mà mình sử dụng cái đoạn hệ đất bên hệ đá thì cũng sẽ rất hữu hiệu, phải không? Để xem Strength coi sao. Nhi cho mày ai xoay. Này thì bài là xoài mà mày chứ. Bữa nhân. Ok, con Pokemon cuối cùng sẽ là Rhyhorn. Mình nghĩ là mình sẽ đổi sang một con Pokemon khác. Có thể là mình sẽ cho Tadakatsu ra trong trường hợp này sao không? À, Zi ơi là Zi. Tại sao mỗi ngày em lại càng vô dụng hơn? Chả hiểu được. À, nhưng sao thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái đoạn Aqua Jet để hạ con Rhyhorn nãy đây. Ủa nãy mình nhớ là nó tung ra Rhydon mà ta. Mình nhớ là cái tên nó hiện ra là Rhydon, mà không biết tại sao đây là Rhyhorn, có thể là mình nhớ sai. Nhưng mà sao cũng được. À, bây giờ thì cái việc đầu tiên sẽ là xóa một đòn quan trọng nhất của Zi để thay thế vào một đòn khác. À, từ từ để xem coi Zi có đòn nào. À, khoan, từ từ để xem coi mình có thể dạy đòn nào như vậy thì sẽ tiện hơn. Nhầm. Zi có thể học được đòn tiếp không? À, cái đòn đạo đất không ta? Mình có dạy cho Zi đòn đạo đất chưa ta? Quá, giờ không có nhớ nữa mẹ kiếp. Trời đất ơi, hình như là mình có dạy rồi. Không biết nữa, nói chung là bỏ qua đoạn đó đi. Ok, Snorlax Man's Wild Charles. Wild Charles nó có học được không? Không được, ok. Thật là tại U-turn, U-turn thì sao? Không được luôn, ôi trời đất ơi. Block. Không được luôn, trời đất ơi, con này kén đòn vậy. Grass no workout, struggle bug, the vault switch, flash, retaliate, payback. Còn payback thì sao? Incinerate skull, thief, attract rest, storm and rock tomb. Rock tomb thì sao? Chắc rock tomb thì học được chứ hả? Đòn này vô dụng. À, cũng không được luôn, trời con bữa nhắc này. Ok, biết sao? Bởi vì bây giờ khoan, còn strength, chắc còn strength thì gì chắc cũng học được chứ hả? À hả, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được một đòn có thể dạy cho Zi. Ok, bây giờ mình sẽ phải xóa đi cái đòn hữu ích nhất của nó. À, ý sao bởi vì mình cảm thấy rằng trong khoảng thời gian hiện tại mình không có một đòn hệ lửa nào trong đội hình của mình khi mà mình đã bỏ ra con Lumiere rồi, cho nên Fire Fang nghiễm nhiên trở thành cái đòn quan trọng nhất trong không phải là quan trọng nhất mà cái đòn lửa duy nhất trong đội hình của mình. Và vì vậy cho nên nó cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng nhất định trong một số trường hợp. Và vì vậy cho nên mình cũng sẽ xóa luôn. À, ôi trời đất ơi, Zi hay là Zi, tại sao vậy? Ok, dần thì con này cũng tạp như là bát giới rồi. Từ từ để xem lại coi nó còn đòn nào. À, ít ra thì nó vẫn còn có hai đòn cùng hệ là Dragon Pulse và Dark Pulse, nhưng mà thật sự là mình không có thể nói điều tương tự với hai cái đòn còn lại của nó. À, dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng đổi Roxy lên đầu đội hình để cho nó hưởng tí kinh nghiệm và lên được level 40 luôn. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đi xuống. Nè hả? Và cái này thì đi lên à, chỉ có đường này thôi không? Ok. Và huấn luyện viên trợ lý tiếp theo cũng sẽ có 4 con Pokemon và đầu tiên sẽ là Gligar. Ok, con này có thêm thẻ bay luôn không? Bởi vậy cho nên chúng ta cũng có thể sử dụng cái đoạn hệ đá là Strength hoặc là mình nghĩ là mình sẽ sử dụng Strength luôn, tại sao không? Gligar hả? À, con này mạnh vậy, chó chết. Thêm lần nữa. Ok, và như vậy thì Roxy cũng đã đủ kinh nghiệm để lên được level 40. Và con Pokemon tiếp theo sẽ là Palpitoad. À, con này hệ đất và hệ nước luôn, cho nên mình nghĩ là sử dụng Furion sẽ là phương án hữu hiệu nhất. Bởi vì mấy con kia có thể là cũng có thể gây đủ sát thương để hạ gục nó cho một hoặc hai lượt đó. Nhưng mà tại sao phải tự làm khó mình? Giga Train. No, ok. Tuyệt vời. Và con Pokemon tiếp theo mà chúng ta sẽ phải đối mặt là... tại sao con Furion luôn luôn nhận được những con Pokemon nhiều kinh nghiệm vậy mẹ kiếp? Tiếp theo sẽ là Nidoking. Và mình nghĩ là mình sẽ đổi ra... Nhầm. Con nào có hệ đất không ta? Hình như là chỉ có con... có bác giới... Không, bác giới level 42 rồi mẹ kiếp. Mình nghĩ là mình sẽ đổi ra Tadakatsu trong trường hợp này.
Cái này thì mình mới nhận ra trong khoảng mấy giây vừa rồi thôi. Đó là trong đội hình của mình không có combo nào hệ siêu linh cả. Và trước giờ thì mình không có xếp hệ siêu linh cao hay sao đó. Mình chỉ xem trọng hệ điện và hệ băng. Chỉ có hai hệ đó là mình thích thôi. Còn những cái hệ như là lửa hay là đất này nọ thì tùy trường hợp. Và siêu linh cũng nó thuộc trong cái dạng đó, nghĩa là tùy trường hợp thì nào tụi nó mới phát huy tác dụng thôi. Nhưng mà nếu mà mình có một combo one sở hữu những cái đòn này trong đội hình thì cũng có an tâm phần nào khi mà phải đối mặt với những con hệ địa, quên, hệ độc và hệ võ sĩ. Nhưng mà dù sao thì tiếp theo sẽ là vai Provo và mình vẫn sẽ sử dụng Tadakatsu trong trường hợp này. Hồi nãy thì phải cần tới 2 lượt thì Aqua Gen mới có thể dứt điểm được Nidoking. Đây cũng chính là cái điều mà hồi nãy mình lo ngại, đó là cái sát thương của đòn Aqua Gen là khá thấp. Mặc dù có nhiều phần trăm là nó sẽ ra được đòn này trước á, nhưng mà nếu mà không dứt điểm được đối phương thì cũng sẽ rất là nguy hiểm về sau. Dù sao thì thêm một đòn Aqua Gen nữa cũng có thể hạ gục được con Vibrava này. Và như vậy thì Tadakatsu cũng sẽ không đủ kinh nghiệm để lên level 42 đâu. Nhưng mà như sao thì bây giờ chúng ta cũng đã đánh bại được huấn luyện viên trợ lý thứ hai và chúng ta cũng sẽ cùng đi xuống và đi qua bên đây. À từ từ, như thế này nè. Ok. Trong cái chỗ này nhiều huấn luyện viên trợ lý quá ta, quá nãy giờ mình xem chắc cũng phải 5-6 đứa rồi. À thiệt là mệt. Rồi trời đất ơi. Lại là 4 con Pokemon khác nữa. Đầu tiên là Lovito. Con này là hệ đất và hệ bóng tối luôn phải không? Nếu mà Rosie có một đòn hệ đá hay là hệ võ sĩ sẽ rất tuyệt vời. Nhưng mà rất đáng tiếc là đó không phải trường hợp. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng đổi ra con Arceo có đòn nào hay không? Ok, mình sẽ đổi ra Tadakatsu trong trường hợp này. Bởi vì nó là có tới 2 đòn hệ võ sĩ lận cho nên cũng khá là tiện. Một cái thấy bạc. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một cái Revenge cho con Lovita đánh trước. Thật là nguy hiểm. Sau này mình nên cẩn thận tí xíu khi mà sử dụng cái đòn Revenge. Nếu mà con kia đủ mạnh để giúp Tadakatsu cho một lượt thì cũng sẽ rất là tiếc. Nhưng mà dù sao thì tiếp theo sẽ là Onyx và mình vẫn sẽ sử dụng Tadakatsu trong trường hợp này cùng với đòn Aqua Jet. Không. Mình có thể sử dụng đòn Sacred Sword phải không ta? Nhanh. Mình vẫn sẽ sử dụng đồ Aqua Jet, tại sao không? Theo mình nhớ là Onyx có tới 2 hệ là hệ đá và hệ đất. Cho nên nếu mà mình sử dụng cái Aqua Jet thì cũng có thể dứt điểm nó cho một lượt. Nhưng mà rất đáng tiếc là mình đã không có tính tới cái khả năng Study của nó. Cho nên nó vẫn sống đợi lượt thứ hai và kịp tung ra cái đòn Steel Rock. Nhưng mà như sao thì chúng ta cũng đã hạ gục được con rắn đá này. Và combo tiếp theo sẽ là Gabite. Gabite là hệ rồng và hệ đất. Ôi mẹ kiếp. Bây giờ thì Z cũng đã lúa đời rồi cho nên mình cũng không thể sử dụng nó được. Mình nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Tadakatsu trong trường hợp này và cái đòn Aqua Jet của nó. Xem coi gây được bao nhiêu sát thương cho con rồng này đây. Không có được nhiều hết. Trời đất ơi, đừng. Vẫn còn sống mẹ kiếp, hồi máu lên trời đất ơi. Quá, khinh địch quá. Một cái hai phần máu xanh ở đây sẽ hồi đầy máu cho Tadakatsu và chuẩn bị cho lượt tiếp theo. Ok, nó không tiếp tục sử dụng đòn Dragon Claw cho nên cũng khá là tiện. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn sẽ phải chờ tới lượt tới nữa thì mới có thể hạ gục được con Gabite này. Ok. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã hạ gục được con rồng level 38 này. Ôi trời đất ơi. Tiếp theo sẽ là Sandslash. Con này thì thật ra là mình muốn tung ra một con Pokemon khác, nhưng mà bởi vì có cái đòn Steel Rock hồi nãy, nếu mà tung ra con mới thì tụi nó cũng sẽ mất máu rất là vô ích. Cho nên mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Tadakatsu cho đến hết trận đấu này luôn. Cũng không biết làm sao nữa. Ôi trời đất ơi, con Sandslash mạnh vậy, không có giật được hơn nữa máu nữa hả? Hồi nãy mình không có nhớ cái máu ban đầu của Tadakatsu là bao nhiêu. Nếu mà cái đòn đó biết sao, liều ăn nhiều. Mình biết là cái phương châm đó đã hại mình rất là nhiều lần trong cái series này rồi. Nhưng mà lần này thì rất may mắn khi mà nó đã phát huy tác dụng và Tadakatsu cũng đã có thể lên được level 42 mà không phải có cái gì quá đáng tiếc xảy ra. Ok, hồi máu cho Tadakatsu.
À đúng rồi, mình quên giải thích cái tên của con này phải không? À, cũng không có gì quan trọng đó đâu. Nếu bạn nào chơi Samurai hoặc là Warriors Orochi là hai cái dòng game khá nổi tiếng của hãng Tecmo Koei, hoặc là nghiên cứu về lịch sử Nhật Bản thì cũng sẽ biết được là Honda Tadakatsu là một dũng tướng của Ieyasu. Nói chung là anh này cũng tương tự được so sánh như là Lữ Bố ở bên Tam Quốc, cho nên có thể coi là khá xịn, có thể coi là một trong những samurai mạnh nhất của Nhật Bản. Và như vậy thì mình nghĩ là Tadakatsu, quên, con Samurott cũng là lấy tên từ samurai và nhìn nó cũng khá là xịn, vậy tại sao không đặt tên nó như là anh hùng vĩ đại nhất, samurai vĩ đại nhất trong lịch sử của Nhật Bản. Không có biết phải vĩ đại nhất không ta, nhưng mà chắc cũng trong cái hàng ngũ đó chứ hả. Một phần nữa đó là bởi vì vậy, nếu bạn nào như hồi nãy mình đã có đề cập tới, nếu bạn nào chơi Samurai hoặc là Warriors Orochi á thì cũng sẽ biết được là cái bộ giáp của Tadakatsu sử dụng mà thường là có màu xanh và màu bạc, màu xanh dương và màu bạc, cho nên cũng gần giống với cái vẻ ngoài của Samurott. Vì vậy cho nên lại có thêm một lý do nữa để thể hiện cái sự tương đồng giữa hai cái nhân vật này, và vì vậy cho nên mình nghĩ cái tên này cũng rất là hợp. Ok, đó là giải thích sơ qua về cái tên của Tadakatsu. Như sao thì ở đây chúng ta lại gặp thêm một huấn luyện viên khác nữa. Con môn tiếp theo sẽ là Totora, con rùa. Đây là con rùa hệ đá và hệ nước phải không? Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng Furion trong trường hợp này xem coi như thế nào. Ok. Con này là con rùa cỏ, quá mình cứ nhầm hai con Pokemon. Ở trong cái bản gameplay Black 2 ở cái dòng game thứ sáu á thì sẽ có một con rùa hệ đá và hệ nước chứ có thể phục hồi được từ mấy cái cục hóa thạch, và mình luôn luôn nhầm lẫn hai con Pokemon này. Thiệt là tệ, không có để ý cái tên bao giờ cả. Dù sao thì bởi vì đây là con rùa cỏ cho nên mình cũng sẽ phải đổi chiến thuật tí xíu. Mình sẽ tung ra Khải Âu trong trường hợp này. Lần đầu tiên Arceus xuất hiện trong video này. Nhưng mà dù sao thì bởi vì nó là con Pokemon duy nhất có đòn Fly có thể khắc chế được con Torterra, cho nên sử dụng con này cũng khá là hợp. Fly hay U-turn đó. Fly luôn đi. Quá kết thúc luôn, nhờ khỏi hưởng tâm tới mấy con Pokemon khác. Này thì hút máu mà. Ok, con Pokemon thứ ba mà cái anh chàng nhân viên văn phòng này sẽ sử dụng là Whiscash. Con này là hệ nước và hệ đất, vậy nên chúng ta lại sử dụng Furion ở đây. Ok, đây cũng là cơ hội thích hợp để Furion có thể hồi máu lại cái lượng HP bị mất từ trận đấu với con Torterra hồi nãy. Và Whiskas cũng đã bị hạ gục trong lượt đầu tiên, cũng là một điểm tốt. Ok, con Pokemon tiếp theo mà chúng ta sẽ gặp là Claydol. Nhầm, có con nào hệ bóng tối không ta? Bởi vì Claydol là hệ đất và hệ siêu linh cho nên như đây sẽ là cơ hội cho Arceo thể hiện lần thứ hai liên tiếp trong trận đấu này. Ok, một đòn Crunch chắc là đủ chưa họ? Này thì cây đo. Không có hạ gục được hả? Trời đất ơi. Ok, cũng không có gây được bao nhiêu sát thương cả. Chúng ta lại sử dụng tiếp một đòn Crunch nữa và kết thúc con lạc đật này. Con búp bê này, cái con hình tượng này, nói chung không biết gọi nó còn gì nữa nhưng mà sống được. Arceo cũng đã lên được 41 sau cái trận đấu vừa rồi. Và mình có nên hồi máu cho đội hình bây giờ không ta? Không cần đâu. Chỗ này thì ok, chỗ này là quay lại cái khu vực cũ rồi, cho nên chúng ta lại cùng đi xuống và sử dụng cái hồi nãy mình xuống là mình không có nhớ là mình đi xuống từ chỗ nào nữa mẹ kiếp. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái bàn này thử xem coi đường sao. Đúng rồi, đây là cái đúng rồi. Ủa phải đúng ta? Không, sai rồi, quá. Đây là cái đây là cái thang máy để lên lại cái mặt đất, cho nên bây giờ chúng ta sẽ quay lại đi xuống dưới đài và vòng nguyên cái đường dài hồi nãy. Ôi trời kia ơi, sang ly điên dậm mẹ kiếp. Đi quanh đây và sử dụng cái thang máy này để đi xuống như thế này, và sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng. Ủa, cái thang máy này là thang máy cũ với chúng ta mẹ kiếp, hồi nãy mình nhớ là từ từ làm lại nha. Đi cái này đi lên đây sẽ gặp thằng nhân viên văn phòng, sau đó ok, chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái thềm này đi.
có vẻ mình sai, có vẻ mình sai. Ok, làm lại lần nữa thiệt luôn hả? Chó chết. Wow, cái này thì sao? Không à, tự nhiên bị lạc mấy kiếp rồi. Sử dụng cái này để đi xuống thêm một lần nữa bởi vì đó là đường duy nhất còn lại. Sau đó sử dụng cái vật này để đi lên. Và sao không có gì thay đổi hết vậy? Thiệt luôn hả? Ok, từ từ. Cái này thì sao? Hai bậc này là cùng dẫn tới một chỗ giống nhau mà phải không? Không, cái này để đi lên luôn. Không. Từ từ, cái này là lên tới trên cùng luôn rồi. Không phải, không phải. Xuống lại. Thiệt luôn. Từ từ. Nếu như vậy thì cái khu vực ở giữa đây là mình chưa đi qua phải không? Mình sẽ đi qua thử cái chỗ như thế này xem. Cái này thì cũng chỉ có đi lên mà thôi. Tại sao vậy? Rốt cuộc lại đi đường nào? Trời đất ơi. Từ từ. Đi xuống. Đây hết đường rồi nè, phải không? Vậy mình sẽ đi lên theo. Và thật sự là hết đường rồi mà chó chết cái gì vậy? Trời đất ơi. Khoan, từ từ mình sẽ đi xuống cái chỗ này thử. Và sau đó đi qua cái đường bên đây. Cũng lại là quay lại chỗ cũ thôi, không có gì khác cả. Được rồi, mình sẽ thử thêm một lần nữa. Và nếu không thì mình cũng sẽ đi ra ngoài Google một tí xíu, hoặc là tự tìm hiểu, tự đi xung quanh cái khu vực phòng tiếp theo này. Và sẽ quay trở lại với các bạn trong... khoan, từ từ. Hả? Ok, vậy là mình nhầm, từ từ. Đi xuống lại lần nữa. Mình biết là rất là phiền nhưng mà mong các bạn thông cảm về việc này. Ok, ở bên đây không có gì, ở bên đây không có gì. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng đi xuống bằng cái bậc này. Và đi lên bằng cái bậc này. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ thử. Không có đi qua được theo kiểu này hả? Ok, đi xuống lại. Và đi qua đây. Để sử dụng cái bậc thang này và đi xuống. Sau đó thì hết đường để đi rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng đi lên đây lại một lần nữa. Và lần này thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái bậc thang này đến. Mình lúc đầu mình cứ tưởng cái bậc ở giữa này là cái bậc để đi lên trên cùng, cho nên là mình cứ né né. Không ngờ đó chính là cái bậc mà chúng ta đang tìm kiếm. Mất khoảng một tiếng đồng hồ để kiếm cái chỗ hồi nãy. Thật ra chỉ có 2-3 phút thôi nhưng mà rất là phiền. Dù sao thì con Pokemon ở đây sẽ là Pupita. Và mình sẽ sử dụng một con Pokemon biết đòn võ sĩ, đó là Tadakatsu, để ngành chiến với cái kén khủng long này. Ok. Rồi, đầu tiên cho mày scary face luôn. Mình sẽ sử dụng một cái đòn Secret Sword trong tình huống này, xem coi nó gây được bao nhiêu sát thương. Iron Defiance. Ok. Và Pupita cũng đã bị hạ gục ngay ở lượt đầu tiên. Rất tuyệt vời. Còn Pokemon tiếp theo sẽ là Dark Trio. Và mình nghĩ là mình vẫn sẽ sử dụng Tadakatsu trong trường hợp này, cùng với đằng S của Gen của nó, để hạ gục được con Dark Trio ở đây. Ok. Và con Pokemon tiếp theo mà chúng ta sẽ phải gặp là Nidoqueen. Mình sẽ sử dụng bát giới trong trường hợp này với cái đòn Bulldoze của nó, xem coi có gây được nhiều sát thương cho con Nidoqueen hay không. Ok. Này thì Nidoqueen. Ok. Bát giới bị dính độc ngay cái đòn Poison Sting đầu tiên. Chó chết xui xẻo. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã hạ gục được Nidoqueen rồi. Bác giới cũng đã mất tí máu từ cái đòn Poison Sting hồi nãy. Cũng không có quan trọng lắm đâu. Tiếp theo sẽ là Dolphin. Mình nghĩ là mình sẽ tung ra một con Pokemon khác. Có lẽ là Tadakatsu luôn. Bởi vì trước sau gì thì mình cũng sẽ sử dụng Tadakatsu để đối phó với ông huấn luyện viên trưởng là Clay. Cho nên là việc luyện level của nó, luyện level cho nó trong cái khu vực này cũng khá là lý tưởng. Echo Jet đây luôn. Xem coi Dolphin có thể chịu được một lượt hay không. Con này khủng khiếp quá. Từ từ, thêm một đòn S của Jet nữa. Ok.
Và chứ sao gì thì nó cũng đã dính một đoạn slam. Hồi nãy mình đã hy vọng rằng cái đoạn ăn của Jack có thể hạ gục được nó ở lượt thứ hai, vì ở lượt thứ nhất thì mình cũng đã né được đoạn slam và không phải mất máu rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc là chứ sao gì thì Tadakatsu cũng đã bị tổn thương rồi chút. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng sẽ sử dụng cái bậc cuối cùng này, quên cái thang máy cuối cùng này, để đi đến cái chỗ ông Clyde. Xa quá không nói nữa, mẹ kiếp. Ok. Và ổng ở đây. Và chắc chắn là trước khi ngành chiến với cái ông già này thì mình cũng sẽ hồi máu cho đội hình của mình một tí xíu bằng một vài cái super potion cho Tadakatsu là một nè. Tiếp theo là RKO nè. Bác giới chắc không cần đâu hả? Bác giới chỉ cần hồi giải độc cho nó thôi bằng một cái antidote ở đây. Mình có cần hồi thì PP cho cái đoàn Aqua Jet của Tadakatsu chúng ta chắc là không đâu hả? Mình nghĩ là mình sẽ đổi Furion lên đầu để xem coi cái ông Clay này có những combo mạnh hệ đất nào. Cái đoàn Aqua Jet của nó chỉ còn có một lượt thôi không? Ba lượt lận, cho nên mình nghĩ là chúng ta cũng có thể xoay sở được. Ok, hãy hy vọng vào điều tốt đẹp nhất là mình đã không mắc phải một sai lầm khi mà không hồi PP cho cái đoạn Aqua Jet. Nhưng mà cứ phải xem đã. Đây là Clay, huấn luyện viên trưởng của thằng thứ 5. Nè hả? Và ông lại có 6 con Pokemon. Mình không biết tại sao là trong những cái phòng thể thao sau này hay là những cái đối thủ quan trọng sau này của mình đều sử dụng cái dạng đấu đơn thay vì đấu đôi ở phần trước, như ở phần trước của cái series này. Như vậy thì rất là tiện lợi cho mình, cái đó mình không có phàn nàn gì hết, chỉ là thắc mắc như vậy tí thôi. Như sao thì ở đây một đoạn Giga Train cũng không đủ để hạ gục được con Hippowdon này. Nhưng mà rất may mắn là cái đoạn Earthquake của nó, win cái đoạn Bulldoze của nó cũng đã không thể gây sự khá nhiều sát thương cho Furion. Như sao thì mình nghĩ là một lần nữa mình sẽ đổi chiến thuật tí xíu, mình sẽ sử dụng một cái đòn bite để giật xuống máu vàng. Và ở đây thì nó sử dụng một cái đòn slack off để hồi máu. Mẹ kiếp. Ok, Giga Train thêm một lần nữa xem coi làm sao. Và mình hy vọng là cái lượt sau thì cái đồng bite của mình cũng có thể gây được cái trạng thái flinch cho con Hippowdon và khiến cho nó không thể tấn công ở lượt đó. Và như vậy thì mình cũng sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn đánh bại được cái con hà mã này. Nó sử dụng cái đòn Steel Rock. Tại sao con hà mã này có thể nhanh hơn mình được? Mẹ kiếp. Ok, dù sao thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái đòn Giga Train ở đây và hạ gục được con hà mã đất này. Rất là phiền, cái mới con Pokemon đầu tiên thôi mà chúng ta cũng đã phải rất là mất công mới có thể hạ gục được. Nhưng mà như sao thì trước sau gì cũng xong rồi. Còn Pokemon tiếp theo mà chúng ta sẽ phải đối mặt là Sandmeowth. Con này thì là hệ nước và hệ đất, cho nên rất là... mình không biết tại sao ông này lại tung ra cái con này. Và dù rằng ông biết được là con Furion là hệ cây nhưng mà làm sao cũng được, trước sau gì thì mình cũng không có phàn nàn về việc đó. Ôi mẹ kiếp. Thì ra đó là lý do cái con này có thể gây được sát thương cực cao từ cái đòn Sludge Wave hay gì đó hồi nãy. Khủng khiếp quá. Và mình không biết tại sao nhưng con Furion lại chậm hơn những con Pokemon ở đây. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Ok, dù sao thì mình chắc chắn là thằng khỉ này nó sẽ lại sử dụng cái đòn dơ giấy hồi nãy. Cho nên mình cũng sẽ phải hồi máu cho Furion một tí xíu bằng một cái Super Potion. Và nó lại tiếp tục sử dụng cái đoạn Sludge Wave này. Cho chết. Bây giờ thì cái đoạn đó hạ gục được con Furion thiệt luôn hả? Không thể tin được. Cho chết. Dù sao thì tiếp theo mình nghĩ là mình sẽ sử dụng con... không biết nên sử dụng con khỉ nào, bởi vì trước sau gì thì con Sandmeowth chắc chắn cũng sẽ có đoạn nước. Và đoạn đó thì có thể ta hạ gục được gần như 3 trên 4 con Pokemon còn lại của mình rồi, coi như là cũng gần hết, cho nên cũng khá là dư. Vậy sao thì mình sẽ sử dụng một đòn Fly ở đây và hy vọng là sát thương cực cao từ cái đòn này có thể hạ gục được con cóc hay con ếch xấu xí này. Ok, hạ gục được Sandmeowth và RKO cũng đã lên được một nửa level của 41. Tiếp theo là Marowak. Con này hệ đá, chỉ có hệ đá thôi phải không? Quên, chỉ có hệ đất thôi phải không? Để xem coi. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng Tadakatsu trong trường hợp này với ba cái đòn Aqua Jet còn lại của nó. Và hy vọng rằng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra. Ok. Ok, Aqua Jet ở đây. Gây được nhiều sát thương, giật được nửa máu, ít nhất là nửa máu.
Ok, đây là Paris Song. Trong 3 lượt nữa thì Mario Kart lẫn Tadakatsu cũng sẽ chết. Nhưng mà chắc chắn là khi mà kết thúc lượt thứ hai thì mình và ông Clay cũng sẽ rút Pokemon tương ứng ra. Cho nên cũng không có gì quan trọng cả. Cái đoạn đó coi như là phí một lượt rồi. Dù sao thì lại là một đoạn Earth. Cái Critical Hit thiệt luôn hả? À, trời đất ơi. Ok, RKO cố gắng lên báo thù cho Tadakatsu đi. Đó chết. Một đòn fly. Và bây giờ thì Marowak sẽ đánh hộp và chúng ta cũng sẽ cùng sự. À đúng rồi. Nãy mình quên, kết thúc lượt thứ hai thì ông già đó cũng sẽ rút ra con Pokemon kia. Khó khăn lại càng thêm khó khăn. Bây giờ sao đây, mình sẽ cố gắng sử dụng cái đoạn U-turn để đổi sang một con Pokemon khác. Tại sao cái bọn khỉ này đều tấn công nhanh hơn? Tại sao cái bọn khỉ này đều có tốc độ nhanh hơn cái đội hình của mình được? Làm sao mà con Excadrill ở đây có thể nhanh hơn con RKO? What the fuck? Trời đất ơi. Ok bác giới. Giờ thì cũng không có trông mong gì nữa nhưng mà sao cũng được. Làm được gì làm thôi, Bulldoze. Ok, chắc chắn nó sẽ sử dụng đến đòn Earthquake và như vậy thì cũng sẽ gây sát thương cực cao cho gần bát giới của mình. Thật ra lúc nãy mình tung ra Roxy thì cũng tương tự như vậy thôi, bởi vì con Pokemon này hệ đất và cũng sẽ không làm được gì khác cả. Chó chết. Không thể tin được. Ok, Headbutt, chứ sau gì thì cũng sẽ chết. Roxy chắc chắn sẽ không nhanh bằng con Excadrill này rồi. Và như vậy thì đội hình của mình cũng đã mất hết Pokemon. Và chúng ta cũng đã thất bại trước ông Clay một cách. Mình thề là anh cha nội đó có ăn gian khi mà đội hình của ổng tất cả đều nhanh hơn 6 con Pokemon của mình. Mình không biết tại sao, ngay cả một con Pokemon nhanh như Furion mà lại có thể chậm hơn con Hà Mã. Lúc đầu là mình thấy nghi rồi. Chó chết dơ bẩn. Từ từ xem là tốc độ của con khỉ này coi. 91 lần mà, không lẽ con Hà Mã đó lại có tốc độ nhanh hơn mình? Chó chết. Rồi còn cái con khỉ xe mì thâu nữa. Làm sao con đó có thể nhanh hơn con này được? Chà hiểu. Nhưng mà sao thì chúng ta cũng sẽ cùng cố gắng luyện level cho đội hình của mình sau khi mà video mà kết thúc và có được một trận báo thù hy vọng là thành công ở video tiếp theo. Nhưng mà trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng xem qua câu trả lời cho cái mini game. Đó là Xenomorph, hay còn biết đến với cái tên gọi thông dụng hơn là Alien. Một nhân vật, cái nhân vật chính cho cái dòng game cũng giống như là dòng phim cùng tên. Và đó cũng là tất cả cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới mình sẽ đón. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhiều video tiếp theo. Mình là Đại Vô Lâu. Xin chào.